Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Tập 9. Phải đi cưỡi ngựa sao? Buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau thức dậy ra cửa, vừa dặn đụng trúng Nam Cung Nghiêu. Mặt Uất Noãn Tâm tự nhiên đó bừng lên, tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn giả vờ bày ra bộ dạng. Thời tiết hôm nay thật đẹp, đồng thời chào buổi sáng với anh. Chào. Nam Cung Nghiêu không hé môi, đi thẳng đến đưa cho cô một hộp quần áo. Đây là gì vậy? Quần áo cưỡi ngựa. Đưa tôi quần áo cưỡi ngựa làm gì? Nam Cung Nghiêu nhíu mày, vẻ mặt khó coi biểu lộ ý đồ. Cưỡi ngựa mặc để cưỡi ngựa, không lẽ mặc đi bơi? 10 phút sau, đợi ở dưới lầu. Đây là ý gì? Chúng ta đi cưỡi ngựa sao? Bây giờ? Nhưng mà tôi vẫn chưa ăn sáng, không thích hợp cưỡi ngựa. Mặc dù cô có phản kháng như thế nào, Cung Nghiêu vẫn không quan tâm bước đi. Noãn Tâm hết cách, đành phải nghe theo mệnh lệnh thay quần áo. Khi xuống lầu, đã thấy anh đợi ở phòng khách. Sau khi khoác lên bộ đồ khí thế càng bức người, trang phục quý phái, càng tô điểm thêm vẻ đẹp anh tuấn của con người anh, giống như kiệt tác của thượng đế vậy. Bất luận là tướng mạo hay dáng người, đối với phụ nữ đều là một loại hấp dẫn đến trí mạng. Khi anh tao nhã, nhẹ nhàng đi về phía cô, hô hấp của Noãn Tâm dừng lại. Dường như có thể thấy được phía sau anh mọc ra thêm một đôi cánh màu đen. Không cần đẹp đến mức đó chứ. Muốn dùng sắc đẹp của mình làm điên đảo cả thế giới sao? Cao quý tựa như hoàng đế, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Nhưng cho dù anh có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu lạnh lùng, chỉ cần một cái liếc mắt của anh đủ làm cho Noãn Tâm bất thình lình run cầm cập, dội vàng theo anh ra cửa. Trên đường đi, hai người vẫn ăn ý, giữ im lặng với nhau. Noãn Tâm nhìn không được nhìn anh, cảm thấy anh giống như một vị quý tộc từ trong truyện thần thoại bước ra. Sương mặt hoàn mỹ, góc cạnh được tỉa gọt phù hợp, mỗi một tấc đều tôn lên vẻ đẹp quý phái đến cực điểm. Xe ô tô chạy vào trong trường đua ngựa. Hồi trước Noãn Tâm từng ở trên TV nghe nói qua, trường đua ngựa lớn nhất thế giới, diện tích rất rộng lớn. Tất cả các giống ngựa quý nhất Đài Loan đều được nuôi dưỡng ở đây. Toàn là hội viên VIP, những người bình thường muốn bước vào đây còn khó hơn lên trời. Người có tiền quả nhiên sống ở một thế giới khác. Sau khi xuống xe, lần đầu tiên Nam Cung Nghiêu đợi cô, còn chủ động nắm tay Noãn Tâm. Cô ngạc nhiên đến mức đứng yên tại chỗ không biết nên phản ứng như thế nào. Phía trước mặt có vài người đàn ông ăn mặc nghiêm trang, khí chất bất phàm đi đến, mỗi người dắt theo một con ngựa. Lập tức nhận ra bọn họ chính là những nhân vật trong giới tài chính, rờ và là bóng tay, thường xuất hiện trên báo chí. Uất Noãn Tâm cũng hiểu rõ rồi, nên phối hợp cùng anh diễn kịch. Chỉ là lần này, trong lòng có chút không thoải mái, một cảm giác mất mát không thể nói rõ. Tuy vậy trên mặt phải miễn cưỡng nở nụ cười, nắm lấy tay của anh diễn trò vợ chồng ân ái. Nam Cung tổng giám đốc đã lâu rồi không thấy đến, người cao quý bận rộn, mua hẹn cũng không hẹn được nha. Đúng vậy, nhưng mà theo tôi thấy không phải do bận việc công ty, mà là vợ chồng mới cưới bận ngọt ngào đó. Ồ, nghe nói là thiên kim thanh thuần tuyệt diễm của ngài thị trưởng, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Có vợ như vậy, Nam Cung tổng giám đốc thật có diễm phúc nha. Đối mặt với bọn người nữa nịnh bợ nửa trêu chọc, Nam Cung Nghiêu chỉ vuốt cằm cười không nói lời nào, vừa không thất lễ lại có vẻ như vượt trội hơn người. Mặc dù bị mọi người dây xung quanh, nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất, luôn giữ bình tĩnh, vẫn tỏa ra ánh hào quang. Noãn Tâm đối phó trường hợp này không quen, lo sợ mình nói sai nên chỉ gật đầu cười. Bên trong đám người có một anh chàng tài phiệt trẻ tuổi hỏi: Đây là lần đầu gặp chị dâu phải không? Em có một con ngựa tính tình hiền lành, rất thích hợp để học cơ bản, chị có thể theo em đi xem. Noãn Tâm dùng ánh mắt để hỏi Nam Cung Nghiêu, nhìn thấy anh không nói gì, cũng không muốn làm bẻ mặt đối phương, đành đi theo anh ta đến chuồng ngựa. Chàng tài phiệt trẻ tuổi vừa khoe những con ngựa quý báu của mình, vừa khen ngợi sắc đẹp của cô. Nam Cung tổng giám đốc lấy được người đẹp như vậy,
thật đáng để cho những kẻ độc thân chúng tôi ngưỡng mộ nha. Cái gọi là mắt đẹp ngọt ngào, tựa như kem tuyết, có thể dùng để chỉ chị dâu không? Ngài nói quá rồi, tôi chẳng qua chỉ là một người vợ bình thường thôi. Chị dâu khiêm tốn rồi, nếu có chị em gái nào tốt, nhớ giới thiệu cho tôi nha. Noãn Tâm lễ phép mỉm cười không trả lời. Cô có thể nhìn ra sự lễ phép của người đàn ông này chỉ biểu hiện trên mặt, trong lòng thì không biết đang nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì. Vẫn là tôn trọng lẫn nhau thì hay hơn, nhưng cứ đi như vậy không tránh khỏi sự thất lễ. Đang lúc buồn chán không biết làm cách nào để thoát thân thì đột nhiên có một con ngựa hí lên một tiếng dài, làm cho cô sợ đến mức lùi về sau hai bước, không cẩn thận dấp phải cục đá, ngã ngược ra sau. Chị dâu, cẩn thận! Anh chàng tài phiệt trẻ tuổi đang suy nghĩ tìm cơ hội để tiếp cận cô, thấy vậy nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, chạy lại phía cô. Nhưng có một bóng dáng khác chạy qua anh ta, lừa loát kéo Noãn Tâm vào trong lòng, hơi thở quen thuộc liền ập đến, ngay tức khắc khiến cho tim của cô điên cuồng loạn nhịp. Không sao chứ? Vẻ mặt Nam Cung Nghiêu rất lãnh đạm, chỉ dùng cặp mắt màu lam sâu xa khó lường nhìn cô chằm chằm, có ẩn một chút lo lắng bên trong. Nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai, cúi thấp đầu nhẹ nhàng đẩy ra. Không, không sao. Trong lòng anh chàng tài phiệt trẻ tuổi có chút khó chịu, nhưng không dám lộ ra ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, vội vàng cười ha ha. Cũng may Nam Cung tổng giám đốc ra tay nhanh gọn, nếu không đã đắc tội không chăm sóc tốt cho chị dâu, tôi thật không thể tha thứ cho mình nha. Nam Cung Nghiêu mặc kệ anh ta, nắm tay Noãn Tâm rời đi, đi chọn ngựa. Nhìn hai tay nắm lấy nhau, lại nhìn dáng người cao lớn của anh, cô đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại khát vọng, muốn vĩnh viễn nắm tay như vậy, đi đến cuối chân trời góc biển. Ý nghĩ này đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Lý trí nói cho cô biết, cô không nên có bất cứ hy vọng viễn vông xa rời thực tế nào hết. Cung Nghiêu nắm tay Noãn Tâm đi đến chuồng ngựa của mình mới buông ra, lại sụ ra bộ mặt lạnh lùng, chỉ lo chọn ngựa cho chính mình. Cô chỉ đành tự mình đi về phía trước. Đây là ngựa của anh sao? Nhất định rất quý đúng không? Mặc dù cô không biết phân biệt ngựa, nhưng có thể nhìn ra con ngựa này rất xa xỉ. Thân thể khô ráo, lông màu bóng loáng, trước ngực có thắt lưng hình chữ thập. Các đường cong của cơ bắp đều hiện ra, vừa nhìn thấy là biết giống ngựa tốt thuần chủng. Anh không trả lời, cô đành tiếp tục hỏi. Con ngựa này tên gì vậy? Ariansson, một giống ngựa của vùng Orlot thuộc Nga. Cái tên thật uy phong, anh nuôi nó từ nhỏ đến lớn sao? Nam Cung Nghiêu cho nó ăn rất dịu dàng, hiển nhiên có thể thấy con ngựa này anh rất quý. Cũng bởi vậy Noãn Tâm có thể nhìn ra việc này có liên quan đến một kỷ niệm đẹp giữa anh với một người khác. Bởi vì trong mắt anh, mênh mông sâu thẳm tựa như đại dương, rất nhiều ký ức đang trào ra trong ánh mắt của anh. Rất khác so với sự quan tâm đối với Nam Cung Thiếu Khiêm, hơn nữa còn là một loại quyến luyến vô cùng dịu dàng. Con ngựa này có liên quan đến một người con gái sao? Học cưỡi ngựa. Noãn Tâm vô tình lại đoán ra được nhiều chuyện. Mỗi người đều có quá khứ. Cho dù là Nam Cung Nghiêu, trong trí nhớ của anh chắc hẳn cũng có một người khiến anh không thể quên được. Còn nữa, hai người chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh dịu dàng đối với ai, không quên được ai, không liên quan đến cô. Chỉ là lý trí thì nghĩ vậy, nhưng trong lòng không kìm được có chút chua xót. Anh cho ngựa ăn xong đi về phía đối diện chuồng ngựa. Chọn một con ngựa đi. Tôi một mình cưỡi ngựa sao? Nam Cung Nghiêu nhíu mày lại, ám chỉ là không lẽ có ý khác sao? Cả mặt cô Noãn Tâm đều đỏ hết, cô không có ý nào khác hết. Chẳng qua cô chưa cưỡi ngựa lần nào. Đã vậy, trên truyền hình hay tiểu thuyết đều là nam chính và nữ chính là một cặp, cùng cưỡi một con ngựa, tự tại lang thang như trên thiên đường. Bên trong tiểu thuyết quả nhiên toàn là thuốc độc, thực tế đâu được đẹp như vậy chứ. Noãn Tâm không biết chọn ngựa, đi xem một vòng, chọn một con ngựa tính tương đối hiền một chút, vuốt ve lông nó, dáng vẻ nhìn cũng được. Con này đi.
Người trong coi ngựa trang bị sẵn tất cả, đỡ Noãn Tâm lên ngựa. Đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa. Ngày trước chỉ xem trên tivi, cảm thấy cưỡi ngựa là một việc rất nhẹ nhàng. Nhưng khi tự mình trải nghiệm, mới biết không đơn giản như vậy. Đại khái là cô không giữ được thăng bằng, lo lắng bị ngã xuống, chỉ biết nắm chặt lấy dây cương ngồi yên trên lưng ngựa, cả người cứng ngắc. Nam Cung Nghiêu ngược lại rất ung dung, giống như những kỵ sĩ trong những bộ phim Âu Mỹ, dáng người thẳng, tôn quý đến bức người. Anh không quay đầu lại nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ bối rối của Noãn Tâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mình lạnh tựa như gió thổi qua vậy. Không cần sợ, tôi ở phía trước dẫn dắt cô. Noãn Tâm nuốt nước bọt, anh nói nhẹ nhàng lắm. Hai người cách nhau một đoạn, lỡ cô xảy ra chuyện, anh làm sao đến kịp lúc để cứu cô chứ, vẫn là dựa vào chính mình thì hay hơn. Dùng nửa bàn chân đá vào, dán người ngồi thẳng, giữ yên ổn định, đừng giữ chặt quá, thái độ của cô có thể ảnh hưởng đến ngựa. Nhìn thấy cô lúng túng nắm chặt, Nam Cung Nghiêu chạy lui về một đoạn, đi song song với cô, dùng roi da chọc vào eo cô. Thả lỏng, ngồi thẳng. Cưỡi ngựa đối với cô mà nói, giống như một trận đại chiến vậy. Đâu giống như anh nói, muốn thả lỏng là thả lỏng được đâu, yêu cầu còn cao đến vậy. Noãn Tâm lúng túng đến mức muốn khóc. Ai có thể cứu cô từ trên lưng ngựa xuống giới? Mỗi người đều có việc khiến bản thân mình lo sợ. Sống 10 năm trời bây giờ, Noãn Tâm mới biết cưỡi ngựa cũng được xếp vào vị trí đó. Cũng không phải là quá khó, chỉ là đối với một kẻ sợ độ cao cộng với giữ thăng bằng kém mà nói là một chuyện không cách nào làm được. Tệ hơn nữa, Nam Cung Nghiêu ở kế bên càng làm cho cô căng thẳng hơn. Ánh mắt của anh rất nghiêm khắc, hơn nữa từ từ bắt đầu không có kiên nhẫn rồi. Anh nhất định sẽ cảm thấy cô rất ngốc sao? Anh sẽ khinh bỉ cô sao? Dây roi trên tay của anh sẽ lập tức quất vào người cô sao? Hình như cô cũng cười tốt hơn một chút rồi, cũng không bị lọt vào ánh nhìn khinh bỉ của anh. Nhưng càng gấp, càng học không vào, còn tệ hơn so với lúc mới lên ngựa. Nam Cung Nghiêu ngừng lại đột ngột, hít thở sâu hơn so với bình thường, hình như đang vô cùng tức giận. Cô nở nụ cười méo mó. Sao không đi nữa vậy? Cưỡi xong rồi sao? Rốt cuộc cô có nghe những lời tôi nói không? Giọng nói của anh không to, nhưng lại làm cho cô sợ giật cả mình. Tâm trạng theo đó mà trở nên uất ức, sụ mặt khóc nức nở. Tôi cũng muốn học lắm, nhưng tôi thật sự rất ngốc, học không vào, mà đã vậy anh còn rất nghiêm khắc nữa. Lông mày của Nam Cung Nghiêu nhíu lại thành một đường thẳng, nhuệ khí từ hai con mắt phát ra bức người, giống như đang suy nghĩ xem nên lấy roi da quất vào người cô hay nên trực tiếp đá cô xuống ngựa. Lòng cô không ngừng kêu khổ, vừa định xin tha thứ, thì người quản lý trại ngựa vội vàng chạy đến. Tổng giám đốc, ngài có điện thoại. Lúc này Nam Cung Nghiêu mới dừng, dùng ánh mắt khó chịu nhìn Noãn Tâm, dùng roi da lên quay đầu đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lịch cho cô. Bây giờ phải làm sao đây? Anh đi rồi, mình xuống ngựa bằng cách nào đây? Noãn Tâm không ngừng kích động, cô quên mất, không có người ngoài giúp đỡ. Cô ngay cả xuống ngựa cũng không biết, xung quanh đều là cỏ, vốn không ai có thể giúp cô. Không nghĩ ra được cách nào khác, chỉ có thể cưỡi ngựa từ từ mà đi. Đi được một đoạn, cô phát hiện bản thân bắt đầu có cảm giác quen với việc cưỡi ngựa, thắt lưng không còn cảm thấy cứng nhắc nữa. Sau khi tìm được cảm giác, giữ thăng bằng cũng không có gì khó khăn. Không khỏi có chút vui mừng, cô nói, Bản thân mình đâu có ngốc đến mức đó. Tại vừa nãy, Nam Cung Nghiêu cho mình áp lực quá lớn, cho nên lúc học, mình mới lúng túng như vậy chứ. Đều tại anh thôi. Cứ được khoảng hơn nửa giờ, Noãn Tâm đã cảm thấy bản thân mình có thể điều khiển được. Vì để chứng minh cho Nam Cung Nghiêu thấy cô không ngốc như anh nói, cô quyết định mạo hiểm phi nước đại. Đối với một người vừa mới học cưỡi ngựa mà nói, chạy chậm đã là một sự khiêu chiến lớn rồi. Nhưng trời sinh Noãn Tâm là người không có ý nghĩ khuất phục.
Cho dù ở trước mặt Nam Cung Nghiêu, đều hy vọng có thể làm tốt tất cả, không để anh coi thường, cho nên cô tình nguyện mạo hiểm. Cô hít thật sâu, chuẩn bị tốt tâm lý, cúi xuống bên tai con ngựa, dịu dàng thì thầm vào tai nó, kêu nó ngoan một tí, dịu dàng một chút. Tiếp theo đó, dùng chân đá nhẹ vào bụng con ngựa theo lệnh, từ từ chạy về phía trước. Lúc đầu Noãn Tâm còn có thể dùng chân cố định trên yên ngựa, mông dán chặt vào yên, thuận theo sự di chuyển của ngựa mà khống chế cơ thể. Nhưng ngựa càng chạy càng nhanh, cô dần không bắt kịp được tiết tấu của nó. Cô gào thét lên kêu ngựa dừng lại, liều mạng kéo dây cương, nhưng con ngựa một khi đã hưng phấn lên, cứ đâm thẳng hướng rừng, chạy như điên. Ngựa ơi! Dừng lại đi ngựa ơi! Tao xin mày, dừng lại! Dừng lại đi mà! Lời cảnh cáo của Nam Cung Nghiêu vang lên bên tai cô, không được chạy vào rừng, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ cô phải làm sao đây? Con ngựa giống như phát điên, chạy thục mạng. Noãn Tâm chỉ đành tuyệt vọng ôm chặt cổ con ngựa, lấy hết sức gào to kêu cứu. Nam Cung Nghiêu! Nam Cung Nghiêu! Cứu tôi! Cứu tôi! Ở phía xa trại ngựa, Nam Cung Nghiêu đang nghe điện thoại cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhanh chóng cúp điện thoại, lên ngựa chạy đi. Từ đằng xa đã nhìn thấy Noãn Tâm bị con ngựa điên cuồng sốc nảy lên, không thể chống đỡ được nữa, sắp té xuống. Cứu mạng! Cứu mạng! Nam Cung Nghiêu! Cứu mạng! Đáng chết! Anh mới vừa rời đi có một chút cô đã làm loạn thành như vậy đây. Anh quất roi thật mạnh, tăng tốc đuổi theo cô, giang một cánh tay ra. Đưa tay cô cho tôi. Anh từ trên trời rớt xuống, làm cho Noãn Tâm vừa vui mừng lại lo sợ, cứ khư khư ôm lấy cổ con ngựa. Tôi không dám. Đưa tay cho tôi. Cô thử đưa một bàn tay ra, nhưng rụt trở về rất nhanh, khóc thét lên. Tôi không dám. Nhìn thấy sắp sửa chạy vào cánh rừng, lòng Nam Cung Nghiêu vô cùng lo lắng, bỏ sạch những câu nói ra lạnh lúc nãy, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu xuống. Ngoan, đưa tay cho anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm. Giọng nói của anh thật dịu dàng, từng chút một hàn gắn nội tâm đang hoảng sợ của Noãn Tâm. Cô nhìn anh một lúc, có chút rung động, nhưng vẫn không dám đem bản thân giao cho anh. Tin tưởng anh, được không? Anh sẽ bảo vệ em, đưa tay cho anh. Gần như thấy rõ dưới ánh sáng của mặt trời, anh nở nụ cười gật đầu với cô. Nụ cười ấy là một sự hấp dẫn, làm cho Noãn Tâm vô thức giương tay ra. Khi hai bàn tay nắm được nhau, Nam Cung Nghiêu dùng hết sức kéo Noãn Tâm từ trên ngựa vào trong lòng mình. Adrian John nhảy cả người lên, đưa hai chân trước lên, hí gọi điên cuồng. Hai người sắp bị tuột xuống, giống như đang đặt mình trong trung tâm bão lốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn bão nuốt chửng. Noãn Tâm dùng hết sức ôm lấy Nam Cung Nghiêu, cứ như cho dù gặp phải cơn giông bão to lớn đi nữa, chỉ cần có anh sẽ vượt qua hết tất cả. Ngựa hí lên vang vọng cả trường đua, nhưng bên tai của cô chỉ nghe thấy giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh. Đừng sợ, còn có anh sẽ không để em gặp nguy hiểm, đừng sợ. Và lúc đó, Noãn Tâm cảm thấy sinh mạng của bản thân và Nam Cung Nghiêu chặt chẽ liên kết lại, cùng sống cùng chết, phụ thuộc vào nhau. Mắt đã làm nhòa hết phấn trang điểm, cô đến nhà vệ sinh trang điểm lại. Ký ức còn mới mẻ lúc nãy vẫn làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện khiến cho cô kinh ngạc nhất trong lúc nguy cấp đó là cái gì đã cho cô dũng khí đưa tay giao cho anh chứ? Nghĩ trở lại, cho dù chỉ có 1/1000 thành công cũng không có khả năng đó. Cô lại mang tính mạng của mình giao cho anh. Là cô không còn chọn lựa nào, hay là trong tiềm thức cô đã tin tưởng vào anh sao? Không phải cô rất chán ghét anh sao? Nhưng trong lúc sống chết lại đem bản thân mình giao cho người mình chán ghét nhất, thật mâu thuẫn mà. Trải qua kinh sợ, đầu óc đều loạn lên hết rồi. Nghĩ lại thêm một lần nữa, cô sợ đầu sẽ nổ banh mất. Noãn Tâm đem những suy nghĩ đó đuổi hết ra khỏi đầu.
Cô đối với anh vốn chẳng có cái gọi là tin tưởng, chẳng qua trong tình huống khẩn cấp không còn chọn lựa nào khác mà thôi. Còn anh chỉ thuận tay cứu cô, giống như những gì anh nói, dù sao cô cũng còn giá trị để lợi dụng. Nam Cung Nghiêu tựa vào lan can hút thuốc, khói thuốc tạo màn sương mơ hồ trước mắt. Anh có vẻ u sầu, phức tạp, không thể nói rõ ra được. Vừa nhắm mắt lại, hiện lên cảnh uất noãn tâm sốc nảy ở trên lưng ngựa. Bây giờ nhớ lại, anh vốn không lo lắng nhiều đến vậy, có lẽ như vậy cũng hay. Không cần anh ra tay, báo ứng tự tìm đến cô. Nhưng tại sao mới vừa rồi anh lại căng thẳng như vậy? Tim giống như muốn từ trong lòng ngực nhảy ra, ngay cả hô hấp cũng dừng lại. Trong đầu chỉ hiện ra một ý niệm, cầu mong cô không được xảy ra chuyện gì. Để cứu cô, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng lấy ra. Phải biết rằng, lúc nãy nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh rất có khả năng bị cô làm liên lụy mà té ngựa, cho dù không chết cũng sẽ tàn phế. Nếu như quay ngược trở lại, anh có lựa chọn lại cách đó nữa hay không? Không, anh sẽ không. Cô không xứng, cô không đáng, cô không có tư cách. Trong chớp mắt đó, anh không kịp hỏi lại bản thân mình mới có quyết định nông nổi đến như vậy. Nam Cung Nghiêu mang hết tất cả những suy nghĩ hỗn độn đó, trong một giây đổ lỗi tất cả đều do xúc động. Điều này làm cho anh dễ thở hơn một chút, không cảm thấy khó chịu giống như lúc nãy nữa. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt là dáng người cao lớn của Nam Cung Nghiêu, làm cho trái tim vốn đang hỗn loạn của Noãn Tâm lại nhảy loạn lên. Nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ bình thường. Lúc nãy, cảm ơn anh đã cứu tôi. Cho dù đã dùng hết sức nắm chặt tay lại, nhưng vốn không khống chế được giọng nói run rẩy, hy vọng anh có thể hiểu được là do sợ hãi mà nên. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên anh mỉa mai như đừng tự mình đa tình, đừng nghĩ quá nhiều. Nhưng đột nhiên lại nghe được một câu: có sợ không? Cô nhìn anh, bởi vì trong câu hỏi đó, cô không nghe ra được bất kỳ thái độ mỉa mai hay ý xấu nào cả. Ánh mắt anh sáng, không lạnh, không nóng, không dịu dàng, không tức giận. Giọng điệu là vô cùng nghiêm túc. Anh hỏi lại lần nữa: có sợ không? Cô gật đầu. Nếu không phải chịu sự sợ hãi lớn như vậy, thì lúc nãy cô cũng không ở trong lòng anh khóc giống như một đứa trẻ. Một mảng nước mắt làm ướt cả ngực anh chứng minh tất cả. Nam Cung Nghiêu dập điếu thuốc, đi về phía cô. Không hề có sự báo trước nào, dường một cánh tay kéo cô lại. Không phải là một cái ôm thân mật, nhưng vẫn kéo cô vào trong lòng ngực của bản thân. Noãn Tâm hoàn toàn choáng váng. Anh đang... Môi của anh thì thầm bên tai cô: đừng sợ, anh sẽ không để cho em gặp nguy hiểm. Cảm giác này giống như đột nhiên có một dòng nước ấm đổ ào xuống một tảng băng. Tuy không đủ làm tan chảy khối băng, nhưng lại có một dây ấm áp vô cùng run rẩy. Nhưng giờ phút này cô không thể xác định được, nín thở chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Ví dụ như một câu nói ác độc: cô vẫn còn giá trị để lợi dụng, tôi sẽ không để cô chết nhanh đến vậy. Nhưng không hề có. Sau vài giây ngắn ngủi, anh buông cô ra, một cái hôn nhẹ vào tóc giống lúc bình thường đứng trước mọi người, để lại cho cô một sự nghi ngờ không đoán ra nổi. Đã vậy, còn nở nụ cười dịu dàng với cô, quay người rời đi. Cô vẫn đứng im tại chỗ, hoàn toàn ngây ngốc. Buổi tối, khi Hà quản gia bước vào, cô vẫn còn kích động bởi hành động ăn không tiêu của Nam Cung Nghiêu. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia nói cô đã chịu sự sợ hãi, bảo tôi mang canh nhân sâm vào cho người uống để giảm bớt lo sợ. Đại thiếu gia, bà chắc chắn không phải Thiếu Khiêm. Là đại thiếu gia. Mới đầu Hà quản gia cũng thấy lạ. Ngoài trừ nhị thiếu gia và tam tiểu thư, đại thiếu gia chưa bao giờ quan tâm đến người nào khác, cho dù là thiếu phu nhân. Không biết tại sao lại có sự biến đổi đột ngột như vậy. Nhưng mà bà chỉ là một người làm,
Chuyện đã căn dặn bà phải làm tốt thôi. Đoạn Tâm liên tiếp 2-3 lần thấy hành động bất thường này làm hỗn loạn, hàng trăm câu hỏi không thể lý giải được. Nếu như nói sau khi chịu hoảng sợ, đầu óc có chút hồ đồ thì người đó phải là cô mới đúng, nhưng tại sao Nam Cung Nghiêu lại trở nên như vậy nhỉ? Không lẽ anh quyết định đối xử tốt với cô, nuôi cô mập mạp lên rồi cho cô một nhát chết gọn lẹ sao? Bởi vì cảm xúc của Lâm Lâm vẫn chưa ổn định, Đoạn Tâm không có cách nào nói chuyện với cô ấy. Nhận thấy vụ án chỉ còn một tuần nữa sẽ bắt đầu mở phiên tòa, không thể không tăng tiến độ. Mua một ít hoa quả đến thăm cô ấy, hy vọng hôm nay cô ấy đỡ hơn một chút. Từ trong cuộc trò chuyện có thể tìm được một số bằng chứng. Trên đường đi, vừa hay gặp được mẹ của Lâm Lâm đang ra ngoài mua đồ. Bà rất tin tưởng cô, mang cả chìa khóa cho cô, bảo cô khuyên bảo cô ấy một chút. Đoạn Tâm mang theo giỏ hoa quả bước vào cửa, nghe thấy tiếng Lâm Lâm trong nhà vệ sinh, hình như có gì không đúng, liền nhẹ tay nhẹ chân bước qua đó. Tôi biết phải làm gì, cầu xin các người đừng làm tổn thương anh ấy. Các anh nói gì, tôi cũng nghe hết, cầu xin các người. Mặc dù cô ấy nói rất nhỏ, nhưng mấy câu đó, Đoạn Tâm vẫn nghe rõ ràng. Không lẽ Lâm Lâm bị người khác uy hiếp sao? Có liên quan đến vụ án này sao? Lâm Lâm bất thình lình mở cửa, nhìn thấy Đoạn Tâm đứng ở cửa, sợ đến mặt mày trắng bệch, cúi đầu đi về giường nằm. Đoạn Tâm vội vàng kéo cô ấy lại. Em, lúc nãy em nói chuyện điện thoại với ai? Em, bạn của em. Lâm Lâm, em nhìn chị nè, có phải em bị người khác uy hiếp không? Lâm Lâm hoảng hốt đẩy cô ra né tránh. Không có, chị nghe nhầm rồi. Lâm Lâm, đi ra, đừng đến gần tôi. Lâm Lâm đóng sập cửa lại, Đoạn Tâm khuyên như thế nào cũng không chịu ra, cuối cùng còn gào thét với cô. Cô sợ bản thân ép cô nữa, chỉ làm cho việc này rối thêm, đành trở về văn phòng luật sư. Trên thực tế, mấy ngày này thông qua việc xem xét hồ sơ, cô đã phát hiện ra một số chỗ đáng nghi, nhưng cô không tin vào một cô gái 15 tuổi dám hy sinh danh dự của chính mình để phỉ báng Ngũ Liên, trừ khi đằng sau có người khống chế, bắt cóc người thân cô ấy để uy hiếp cô ấy. Đoạn Tâm nghĩ đến đầu muốn nổ ra, mượn cớ ra ngoài mua đồ đi hóng mát một chút. Nhưng vừa bước vào quán ăn, trong đầu vẫn nghĩ đến vụ án đó. Mười mấy người ký giả dây quanh bên ngoài công ty của Ngũ Liên với ý đồ là anh ta không ra thì không bỏ qua. Dựa vào thực lực của Ngũ gia, không có một nhà truyền thông bình thường nào dám đưa tin ngay từ đầu đúng thực như vậy. Nhưng một tuần gần đây, đám phóng viên cứ điên cuồng theo đuổi tin tức này, khó tránh khỏi làm cho cô cảm thấy kỳ lạ. Ở bàn kế bên, hai người đàn ông trung niên ngồi nói chuyện, trong đó có một người râu ria vui mừng khi người khác gặp nạn nói: mấy người có tiền bây giờ loạn hết rồi, cần phải cho một bài học để xem sau này còn dám hay không. Ngay cả một đứa con gái 15 tuổi cũng không tha, đúng là cầm thú mà. Chuyện này không đơn giản giống như những gì ông nói đâu. Một người đàn ông đầu hói làm ra vẻ thần bí nói: chuyện này rõ ràng có người muốn lật đổ Ngũ Liên. Buổi tối xảy ra vụ án, cùng thời gian đó, khi tôi đang đợi đèn đỏ thì nhìn thấy Ngũ Liên. Anh ta đi một mình, làm sao có thể cưỡng hiếp một người con gái mới 15 tuổi chứ? Thật hay giả vậy, ông có nhìn lầm không đó? Cứ cho là tôi nhìn lầm người, nhưng không thể nhìn lầm xe của cậu ta. Chiếc Maybach số lượng có hạn, cả Đài Loan chỉ có một chiếc, chính là cậu ta. Nhưng tại sao ông không làm chứng giúp cậu ta? Nói không chừng, cậu ta sẽ cho ông một số tiền lớn. Tôi đâu có ngu, việc này rõ ràng có người sắp xếp. Người dám ở phía sau giở trò với Ngũ Liên là nhân vật nhỏ hay sao? Làm sao không tốt nhiều khi tôi còn bị mang đi chém? Ông ta làm động tác cắt ngang ngay cổ. Tôi không muốn bị cuốn vào vụ án này đâu. Nghe xong câu chuyện của những người đó, Đoạn Tâm vội vàng chạy qua đó, mượn một cái cớ hỏi danh thiếp của bọn họ. Ông đòi hỏi đang tìm danh thiếp thì ông râu ria phát hiện ở trước ngực Đoạn Tâm là thẻ luật sư, liền hét lên: cô ấy là luật sư. Sau đó kéo ông đòi hỏi chạy ra ngoài. Đợi một chút,
Tôi không có ác ý, làm phiền các người đợi một chút. Đoán Tâm đuổi theo được hai con đường, cuối cùng vẫn để bọn họ chạy thoát. Cô xoa xoa đầu gối, mệt muốn đứt hơi. Xem ra vụ án này không đơn giản giống như những gì cô đã nghĩ. Cô phải tìm một nhân chứng khác thôi. Trên đỉnh tập đoàn Nam Cung, di động đổ chuông, Nam Cung Nghiêu Hạ bút ký tên rồng bay phượng múa của mình vào một cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu. Anh quét mắt nhìn số hiển thị, trong mắt động lại tia nguy hiểm. Tổng giám đốc, phu nhân giống như những gì ngài đã đoán, đang ở bãi đổ xe chờ Ngũ Thiếu. Tôi biết rồi, tiếp tục để mắt đến bọn họ. Nam Cung Nghiêu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bước chân kiêu ngạo cùng tôn quý, bước đi dưới thế giới phồn hoa. Đối với cô như vậy, có quá tàn nhẫn hay không? Nhưng đối với quân cờ này, anh không thể có bất kỳ sự thương hại nào. Đây là cái giá để cô tồn tại. Muốn trách, chỉ có thể trách cô mang họ uất. Tập đoàn Ngũ Thị. Giám đốc Tài Vụ đi vào văn phòng cung kính nói. Tổng tài, người tìm tôi. Ngũ Liên bất đắc dĩ xoa trán. Chú Đức, tôi đã nói nhiều lần rồi, chú là trưởng bối, không cần khách sáo với tôi. Tôi là thuộc hạ của Ngũ Tư lệnh, còn cậu là đứa cháu mà ông ấy cưng chiều nhất. Tôi cung kính cậu cũng là chuyện nên làm, hơn nữa. Ok, tôi biết chú muốn nói gì, không nói chuyện này nữa, được chưa? Cái tôn ti luận của ông anh đã nghe quá nhiều rồi, so với những tài liệu này còn nhức đầu hơn. Những hợp đồng này tôi đã ký xong rồi, chú bàn bố xuống dưới đi. Dần. Chú Đức nhìn sắc mặt anh không ổn hỏi. Tối hôm qua cậu thức suốt đêm sao? Ừ, dù sao cũng không có việc gì làm, ngồi xử lý chuyện ở công ty, coi như ngồi giết thời gian. Chú Đức vui mừng gật đầu, bên ngoài đều cho rằng Ngũ Liên ỷ lại và thân phận cháu của Ngũ Tư lệnh mới có thể quản lý sự nghiệp lớn như vậy. Chẳng qua chỉ là một kẻ không học vấn, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác tán, thậm chí ngay cả Ngũ Tư lệnh cũng nghĩ vậy. Nhưng chỉ có ông biết được, Ngũ Liên đã thầm bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng là một người biết làm ăn. Chỉ là về mặt này, anh từ trước tới nay không hề cầu kỳ, không đề cao mình, chỉ biết làm việc, không tranh công. Tại sao không nói cho Ngũ Tư lệnh biết? Có cần thiết không? Nói không chừng ông ấy còn nghĩ chúng ta thông đồng lừa gạt ông. Chính Đức không dám. Được rồi, đây không phải quân đội, chỉ nói đùa thôi mà, không cần nghiêm trọng đến vậy đâu. Ngũ Liên mỉm cười đứng dậy, lười nhác căng người ra, hoạt động chân tay. Những việc còn lại làm phiền ông rồi, tôi về nhà đây. Trên thực tế, Ngũ Liên đã thức trắng hai đêm rồi, vừa tiếp nhận mấy cái xí nghiệp lớn, việc quá nhiều vốn không giải quyết hết, mà anh không muốn mượn tay người khác, đành phải thức đêm để đuổi kịp tiến độ. Bây giờ đầu cảm thấy choáng váng, trán nóng lên, không thoải mái, muốn ngủ một giấc thật ngon. Vừa đi đến xe, đột nhiên đằng sau xe nhảy ra một bóng người, làm cho anh giật mình. Trong lòng Ngũ Liên thầm mắng mấy câu, giật cả mình. Làm cái quái quỷ gì vậy? Hù dọa ai chứ? Nhìn kỹ lại mới phát hiện bóng dáng người con gái đang lén lút chính là Uất Noãn Tâm. Anh lạnh lùng, nở nụ cười nhạt. Nam Cung phu nhân đại giá quang lâm, có chuyện gì sao? Có một chuyện tôi muốn hỏi anh. Vào đêm xảy ra vụ án, anh đang ở đâu? Noãn Tâm vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Bên ngoài tập đoàn Ngũ Thị đều bị phóng viên dây kín. Cô không dễ dàng gì mới vào được đây, không thể bị phát hiện. Cô không phải luật sư của tôi không cần phải trả lời câu hỏi của cô. Ngũ Liên giương tay mở cửa xe, nhưng bị cô ngăn lại. Anh phải trả lời tôi mới được đi. Đổi lại bình thường, anh rất có tâm tình đùa giỡn cô một phen. Nhưng hiện tại đầu anh rất đau, một giây cũng không muốn dây dưa với cô. Không có kẻ nào dám ra lệnh cho tôi, tránh ra. Anh đẩy cô ra, Noãn Tâm vẫn cố chấp giữ lấy cửa xe không buông. Anh trả lời tôi trước. Người phụ nữ này thật phiền phức mà, tránh ra mau. Tôi không tránh, trả lời tôi đi. Ngũ Liên không ngại phiền phức, trong lúc xô đẩy, vô ý dùng lực mạnh một chút, một phát một đẩy Uất Noãn Tâm đi thật xa. Mắt kính của cô bị bay ra ngoài, mông đặt ở dưới đất,
đau đến nghiến răng trợn mắt. Anh là một kẻ khốn nạn, ngay cả phụ nữ cũng đánh. Ngũ Liên có chút không đành lòng, nhưng vẫn cứng miệng nhíu mày. Ai bảo cô phiền phức làm gì? Mau tránh ra, nếu không tôi trực tiếp đè người cô xuống bây giờ. Không cho đi, khốn kiếp. Sự bướng bỉnh của Noãn Tâm đã làm cho cô đứng dậy được, cố gắng chịu đau, chạy về phía trước kéo anh lại. Ngũ Liên bị con bạch tuộc tám tua dây dưa, cảm thấy thật phiền phức. Này, cô buông tay mau. Người phụ nữ này chán sống rồi mà, đổi lại người khác thì đã bị anh cho một cái tát cút ra chỗ khác rồi. Làm gì còn mạng mà ầm ĩ ở đây? Hai người đang dây dưa kịch liệt thì đột nhiên có một đám ký giả chạy đến. Ngũ thiếu, xin anh hãy nói một chút về vụ án. Cô ấy là ai? Có liên quan đến vụ án sao? Ngũ thiếu. Nón Tâm bị dọa đến hốt hoảng. Vừa nãy còn sống chết không cho anh vào xe, nhưng bây giờ lại liều mạng kéo anh vào xe, bản thân nhào vô ghế phụ. Hôm nay cô không cải trang, hiện tại mắt kính cũng bị bay mất. Một khi bị phóng viên nhận ra, tuyệt đối sẽ chuốc lấy rắc rối lớn. Cô không thể để cho bọn họ nhìn thấy. Cô cong người đem mặt úp vào mặt ghế, tay thì đánh loạn xạ lên người Ngũ Liên. Lái xe mau, lái xe nhanh lên. Ngũ Liên buồn cười liếc nhìn cô, không để ý đám phóng viên phiền phức ở phía trước, khởi động xe. Đám phóng viên cuốn quýt như lũ chim bị săn. Xe chạy một đường thẳng, tạo thành một đường sáng, nhanh như bay, mấp mô. Noãn Tâm sắp ngất rồi. Một hồi lâu mới hỏi, bọn họ đuổi theo sao? Ngũ Liên nhún vai, bọn họ vốn không đuổi theo. Sao anh không nói sớm? Hại cô bị đập đầu lâu như vậy, cánh tay bị tê đến tái xanh. Tên đàn ông khốn kiếp, rõ ràng cố ý mà. Vẻ mặt tức giận của Noãn Tâm khiến Ngũ Liên cười ha hả. Anh làm ra vẻ mặt vô tội. Cô không hỏi tôi chứ bộ. Anh... Ở phía trước thả cô xuống sao? Trước khi anh chưa trả lời câu hỏi của tôi không xuống xe. Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một, ngoan ngoãn xuống xe. Hai, tôi đá cô xuống xe. Dám nói không với tôi sao? Thật kiêu ngạo mà. Noãn Tâm không nói lời nào, sống chết bám lấy cửa xe. Anh không trả lời, cô sẽ không chịu trận xuống xe. Nếu như tôi nói chuyện này có người cố ý hại tôi, cô sẽ tin sao? Ngũ Liên đột nhiên nghiêm túc hỏi, trên mặt không có chút gì đùa giỡn, vẻ mặt đứng đắn, nhìn vào rất nam tính. Tôi không tin tưởng anh, tôi chỉ tin vào chứng cứ. Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ con người tôi. Tôi thừa nhận tôi rất cặn bã, nhưng tôi cũng có quy tắc của mình. Có một số việc tôi tuyệt đối không làm. Anh quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc. Cho dù cô tin hay không tin, cô là người phụ nữ đầu tiên tôi cường bạo. Trong lòng cô rung lên một hồi. Trong ấn tượng của cô, Ngũ Liên là một kẻ kiêu ngạo đầy bá đạo, dùng vũ lực chiếm đoạt, không nói đạo lý. Thái độ nghiêm túc đến vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một bộ mặt khác của anh. Khi anh nghiêm túc thì cô bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình. Nhưng cô không rảnh nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ký giả đã điên cuồng đuổi đến rồi. Chẳng lẽ một kiếp này khó thoát đến vậy sao? Bọn họ đuổi đến rồi, làm sao đây? Làm sao đây hả? Gấp gáp cái gì? Ngồi yên đi. Anh chỉ bâng quơ nhìn thoáng qua, một chút gấp cũng không có. Noãn Tâm vẫn không có phản ứng gì. Cả xe đột nhiên xoay nhanh đầu lại, chạy vào con đường nhỏ. Xém tí nữa cô bị lọt ra ngoài. Này anh! Đừng nháo. Ngũ Liên tập trung hết sức vào lái xe, linh hoạt chạy qua những con đường tắt nhỏ hẹp. Với kỹ thuật lái xe của anh, muốn qua mặt phóng viên là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng có vài chiếc xe vẫn cứ sống chết bám theo cho bằng được, không thể cắt đuôi. Chứng tỏ, người lái xe không phải là một phóng viên bình thường, mà là một tay đua chuyên nghiệp. Anh không nghĩ trình độ của kẻ kia lại bị ổi đến như vậy, thật là trơ trẽn mà. Xe chạy đã ra đường cao tốc, nhưng không thể cắt đuôi bọn ký giả. Trong lòng Noãn Tâm gấp như con kiến nằm trên chảo nóng. Anh, thế lực của anh không phải rất lớn sao? Tìm người giúp đi chứ. Di động để ở công ty rồi. Tôi có nè. Noãn Tâm vội vàng tìm, nhưng lại chán nản khi phát hiện.
hết pin rồi. Chết tiệt! Ngũ Liên đấm một đấm lên vô lăng xe. Lão tử đây không có tâm tình để đùa giỡn với các người. Nhìn thấy anh dừng xe, Noãn Tâm càng hoảng hốt. Đừng mà, nếu như bị bọn họ chụp được, nhất định sẽ giết bậy cho xem, tôi chết chắc đó. Cô chết kệ cô, không liên quan gì đến tôi. Anh, coi như tôi cầu xin anh đi. Tình huống cấp bách, Noãn Tâm không biết phải làm gì, mặc dù phải cầu xin người mình chán ghét nhất giúp đỡ, nhưng trong lòng cô có dạng cái không bằng lòng làm vậy. Ngũ Liên mỉm cười, vẫn còn có hứng trêu chọc. Cầu xin, tôi không nghe lầm chứ, cô cũng biết nói ra hai chữ này sao? Tôi là vợ của Nam Cung Nghiêu, nếu như chúng ta bị bêu xấu mặt, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Ngũ Thị đó. Cứ cho là cô nói đúng đi, bản thiếu gia cũng không đồng ý vì cô mà chuốc lấy phiền phức. Ngũ Liên hai mắt nhắm lại, tăng hết tốc độ. Xe chạy vào trong một cánh rừng, phóng viên vẫn tiếp tục đuổi theo. Xe đột nhiên sốc nảy mạnh một hồi, Ngũ Liên thắng gấp lại, xém chút nữa đụng vào cây. Noãn Tâm kinh hoàng vẫn chưa bình tĩnh lại được. Làm sao vậy? Xe bị xì lốp rồi. Không phải chứ. Trong giờ khắc mấu chốt như vậy, ông trời cố tình trêu đùa bọn họ sao? Vậy phải làm sao đây? Xuống xe. Noãn Tâm vội vàng tháo dây an toàn, chạy theo Ngũ Liên. Bọn phóng viên cũng xuống xe đuổi theo. Bên kia có bụi cỏ, trốn trong đó tí đi. Ngũ Liên kéo tay Noãn Tâm chạy như điên, đầu ong ong lên, vô cùng đau nhức, giống như bị bùa chú trói buộc vậy. Anh thề, đợi sau khi anh thoát ra khỏi rừng, nhất định sẽ giết chết bọn ruồi bọ này. Hãy để tôi ôm cô. Hai người trốn trong bụi cỏ. Út Noãn Tâm đẩy tay của Ngũ Liên ra, lo lắng nhìn qua khe hở xem tình hình bên ngoài. Anh đột nhiên ôm lấy vai cô. Cô chán ghét trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: anh muốn làm gì? Ngũ Liên làm động tác im lặng. Út Noãn Tâm không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên vai của anh, đành phải chịu đựng. Giống như có một con sâu bò lên người vậy, cả người không thoải mái. Và lúc này anh vẫn còn tâm tình ăn đậu hũ sao? Không phải chứ. Phim hình ảnh có không? Không có, lại bị mất dấu rồi. Đám ký giả bất đắc dĩ nhìn nhau. Không chụp được cái gì hết, về báo cáo như thế nào với công ty đây? Trời sắp tối rồi, về nhà thôi, ngày mai tiếp tục vậy. Đành phải như vậy thôi. Đợi bọn họ đi hết, Noãn Tâm mới chạy ra khỏi bụi cỏ, một cước đá vào bắp chân của Ngũ Liên. Ngũ Liên theo bản năng che bắp chân lại, la thét lên: khốn kiếp, cô phát bệnh gì hả? Ai kêu anh vừa nãy ăn đậu hũ của tôi làm chi? Cô dỗ dài, muốn đem tất cả hơi thở của anh đuổi hết đi. Ai ăn đậu hũ của cô? Lúc nãy vai của cô lộ ra bên ngoài đó. Noãn Tâm cứng họng, nhưng vẫn không chịu nhận sai với anh, cứng miệng như con vịt chết. Dù sao, anh chính là người như thế. Cô có tin là tôi sẽ cưỡng hiếp cô bây giờ không hả? Anh làm bộ nhảy phóc lên, dọa đến Noãn Tâm hoảng hốt mà chạy. Anh đừng đến đây, anh đừng đến đây, tôi kêu cứu đó. Nếu như cô muốn kéo một đám ruồi bỏ quay trở lại đây, vậy thì cô hãy kêu lớn giọng một chút. Ngũ Liên đi khập khiễng, lửa giận cũng nổi lên. Người phụ nữ này trời sinh là khắc tinh của anh sao? Cứ đụng trúng là gặp xui xẻo. Noãn Tâm đuổi theo anh có chút hối lỗi. Anh, chân anh không sao chứ? Cô thử xem. Này, anh là đàn ông, không cần nhỏ mọn đến mức đó đâu. Chỉ đá một đá thôi mà, ai kêu anh? Ngũ Liên không thèm để ý đến cô. Muốn trước khi trời tối ra khỏi chỗ này thì im miệng cho tôi. Hai người đi vòng quanh trên núi nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được đường ra, cứ vòng vòng một chỗ. Nhìn thấy trời sắp tối, Noãn Tâm gấp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Hình như chúng ta bị lạc đường rồi. Tôi biết. Ngũ Liên rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng có chút sốt ruột. Nguyên nhân chính là do đầu quá đau, cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu, rất khó trụ thêm được nữa.
nhưng bên cạnh vẫn có một người con gái, anh là đàn ông, nhất định phải cho cô cảm giác an toàn, làm thế nào cũng phải cố gắng trụ vững. Đau đầu làm cho anh không cách nào chống đỡ được, dựa vào một cái cây nghỉ một lúc. Nghỉ một chút đi. Noãn Tâm cũng mệt lả người, gật đầu, tìm một tảng đá tựa vào. Nhìn thấy sắc mặt của anh rất khó coi, cô không khỏi áy náy. Thật xin lỗi, nếu không phải tôi cứ quấn lấy anh thì bây giờ sẽ không... Cô biết rõ tính tình của anh không tốt, nói chuyện với cô rất phớt lờ, nhưng xảy ra chuyện như vậy, một câu trách mắng anh cũng không nói. Vài lần cô suýt ngã cũng đều là anh đỡ cô, bị cô đẩy ra cũng không để bụng. Nhìn vào những điểm đó, anh cũng không xấu xa đến vậy. Rốt cuộc, anh ta là loại người như thế nào? Ngũ Liên chỉ thở, không nói chuyện. Cả người giống như bị lửa đốt vậy, hơi thở nóng hổi, đầu đau như búa bổ. Hôm nay chúng ta không thể đi tiếp rồi. Tìm một cái hang nào đó, ngủ lại một đêm đi. Ngủ, ngủ. Noãn Tâm theo bản năng nắm chặt cổ áo. Cô nam quả nữ, ở một nơi hoang vu hẻo lánh, đối phương lại là một đại sắc lang, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nếu bây giờ còn sức lực, Ngũ Liên nhất định không khách sáo mà thét gào lên. Trong mắt của cô, bản thân dâm đãng đến mức đó sao? Nếu như không bị bệnh, có lẽ anh sẽ có ý nghĩ đó. Nhưng bây giờ anh muốn bước thêm một bước cũng cảm thấy mệt nhoài, làm gì còn sức nghĩ đến chuyện đó? Đi thôi. Nhưng mà... Ngũ Liên liếc nhìn cô một cái, đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu của nhánh cây có một con rắn. Tình chắc đó là một con rắn tham ăn, màu xanh mực, làn da khiến cho người khác nổi hết da gà. Cẩn thận, đừng động đậy, trên đầu cô... Cái gì? Nhìn thấy mặt của anh xám xịt, trong lòng của Noãn Tâm cũng tò mò, quay đầu lại nhìn theo. Một con rắn đang trườn trên một nhánh cây, hai con mắt màu ngọc bích của nó nhìn chằm chằm vào cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bay qua cắn vào cổ cô. Thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 9 tiểu thuyết Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo tại truyện audio Lê Duy Junay vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.